Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, xây dựng Hậu Giang thành vùng an toàn trước dịch COVID-19. Kiểm tra và làm việc với tỉnh Hậu Giang chiều 8 tháng 8 năm 2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam lưu ý, Hậu Giang phải tận dụng những ngày giãn cách xã hội còn lại để xây dựng tỉnh thành vùng an toàn trước dịch COVID-19, đưa tất cả F0 ra khỏi cộng đồng để điều trị, không để phát sinh ổ dịch mới trong cộng đồng. Báo cáo với Phó Thủ tướng, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang cho hay, đến chiều 8 tháng 8, toàn tỉnh có 319 ca mắc COVID-19. Tuy có xuất hiện các trường hợp nhiễm trong cộng đồng nhưng Hậu Giang kiểm soát tốt tình hình. Tỉnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai các phương án phòng, chống dịch, phát động phong trào thi đua thiết lập, vùng xanh, vùng an toàn, và đã có một huyện thiết lập, vùng xanh, trên toàn địa bàn. Theo kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19, hiện Hậu Giang đang ở cấp độ 2 có số người nhiễm COVID-19 từ 200 đến 400 người, đã chuẩn bị 550 giường bệnh, trong đó có 490 giường điều trị bệnh nhân không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, trung bình và 60 giường ICU. Về cơ sở cách ly tập trung, tỉnh đã đưa vào sử dụng 40 cơ sở với năng lực tiếp nhận hơn 5.200 người, hiện số lượng cách ly tập trung toàn tỉnh hơn 1.600 trường hợp. Còn tổng số cơ sở cách ly đã khảo sát là 78 cơ sở, năng lực tiếp nhận hơn 10.100 người. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là sự nỗ lực lớn của nhân dân, doanh nghiệp, đã luôn đồng hành, ủng hộ công tác phòng, chống dịch. Đánh giá cao việc Hậu Giang phát động thi đua xây dựng vùng xanh, Phó Thủ tướng cho rằng, đây không chỉ nêu rõ trách nhiệm của tỉnh mà đã nhấn mạnh đến trách nhiệm của từng người dân, cùng đăng ký và cùng chung tay giữ vững vùng xanh. Những cách làm tốt phải duy trì và phát huy, đó sẽ là nền tảng để Hậu Giang đạt được những kết quả phòng, chống dịch tốt hơn trong những ngày còn lại. Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Hậu Giang phải tận dụng những ngày giãn cách xã hội còn lại để xây dựng tỉnh thành vùng an toàn trước dịch COVID-19. Đưa tất cả F0 ra khỏi cộng đồng để điều trị, không để phát sinh ổ dịch mới trong cộng đồng. Sau khi đã kiểm soát được dịch, thì công tác phòng vẫn là trọng yếu. Phải chuẩn bị ngay từ bây giờ cho những kế hoạch sau khi đã kiểm soát thành công dịch bệnh. Về công tác điều trị, Hậu Giang số bệnh nhân có triệu chứng chiếm hơn 30% so với tổng số bệnh nhân đang điều trị. Theo Phó Thủ tướng, đây là mức cao, tỉnh cần chú ý. Trong phân tầng điều trị, Bộ Y tế đã thực hiện mô hình tháp 3 tầng, trong đó, tầng 1 dành cho bệnh nhân không triệu chứng và triệu chứng nhẹ. Những F0 không triệu chứng cần có sự điều trị phù hợp, hỗ trợ, tạo niềm vui, thoải mái, vui vẻ, có biện pháp tăng cường thể lực, giúp người bệnh ăn được, ngủ được, không gây áp lực tâm lý cho những F0 này. Nếu tầng thấp làm tốt thì những tầng trên sẽ rất nhẹ về nhân lực, cơ sở vật chất phục vụ điều trị. Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thăm và kiểm tra tại Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang. Đây là cơ sở điều trị COVID-19 đầu tiên của tỉnh, tiếp nhận những trường hợp bệnh nặng, hiện đã được nâng cấp lên thành trung tâm cấp cứu, hồi sức tích cực điều trị COVID-19, với 60 giường ICU. Thăm hỏi sức khỏe và biểu dương sự cố gắng của đội ngũ nhân lực y tế, ekip thực hiện công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, Phó Thủ tướng mong rằng tất cả cán bộ, nhân viên, người lao động tại bệnh viện tiếp tục nỗ lực nhiều hơn trong công tác điều trị, với mục tiêu cao nhất là chữa trị khỏi cho bệnh nhân COVID-19, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong. Việc điều trị cần theo đúng các hướng dẫn, phác đồ điều trị của Bộ Y tế, tạo sự thoải mái và niềm tin cho các bệnh nhân. Tòa nhà Quốc hội Lào biểu tượng mới của quan hệ Việt-Lào. Công trình nhà Quốc hội Lào là sự tiếp nối truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào trong giai đoạn mới, giai đoạn xây dựng và phát triển của cả hai nước. Đây là quà tặng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào, mang biểu tượng mới của quan hệ Việt Nam-Lào. Công trình nhà Quốc hội mới của Lào được xây dựng trên nền nhà Quốc hội cũ tại quảng trường Thát Luông, trung tâm thủ đô Viêng Chăn. Với tổng diện tích khu đất khoảng 23.400 m², trong đó diện tích xây dựng khoảng 7.171 m², bao gồm 1 tầng hầm, 5 tầng nổi. Công trình trên có tổng vốn đầu tư xây dựng gần 112 triệu đô la Mỹ, được giao cho Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư dự án, Binh đoàn 11 Bộ Quốc phòng làm tổng thầu thi công. Tòa nhà Quốc hội Lào thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Các đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai dự án xây dựng nhà Quốc hội Lào đã khẩn trương bắt tay ngay vào các công tác chuẩn bị từ giữa năm 2017. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng cho biết, Binh đoàn 11 đã chủ động đầu tư các trang thiết bị,
máy móc tiên tiến hiện đại trên thế giới mang sang Lào để triển khai thi công, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng cũng như tiến độ an toàn tuyệt đối. Đây là tòa nhà Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân Lào. Chính vì vậy, công trình này không những rất hiện đại, mà còn đáp ứng được kiến trúc, màu sắc văn hóa của nhân dân Lào, đồng thời nó phải thỏa mãn được công năng không những sử dụng cho hiện tại mà còn cho sự phát triển vài chục năm tới đây. Nhà Quốc hội Lào mới được xây dựng theo hình dạng và cách bố cục chủ đạo lấy cảm hứng từ lá quốc kỳ của Lào. Công trình này là sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa, họa tiết, hoa văn mang đậm bản sắc, phong tục truyền thống của Lào và các giải pháp công nghệ, thiết bị hiện đại, kỹ thuật, công nghệ quản lý thi công tiên tiến của Việt Nam. Đây cũng là công trình được các nhà lãnh đạo của Lào đánh giá rất cao về chất lượng và tiến độ thi công tại Lào. Chủ tịch Quốc hội Lào Sesomphon Phamvihane, Chủ tịch Quốc hội Lào Sesomphon Phamvihane nhấn mạnh, tòa nhà Quốc hội mới có quy mô lớn với vẻ đẹp rất nguy nga, trang nhã, có tính mỹ thuật, kiến trúc độc đáo mang phong cách đậm chất Lào, chất lượng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế và xây dựng. Ngoài ra, công trình này được lắp đặt nhiều trang thiết bị hiện đại được nhập khẩu từ nhiều nước trên thế giới, tạo điều kiện tốt nhất cho các đại biểu Quốc hội cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Quốc hội Lào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình, tiến hành các kỳ họp định kỳ của Quốc hội, tiếp đón các đoàn khách trong và ngoài nước. Là công trình đặc biệt, trong suốt gần 38 tháng thi công, những chuyến thăm cán bộ, chiến sĩ và công nhân ngay tại công trường của các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước, đã động viên các lực lượng thi công nỗ lực vượt qua các khó khăn về thời tiết, đặc biệt là dịch COVID-19 để hoàn thành dự án. Sau gần 1.300 ngày lao động an toàn tuyệt đối, công trình đã hoàn thành và sẵn sàng phục vụ các sự kiện quan trọng của nước bạn Lào anh em. Quốc hội Lào khóa 9 khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất tại nhà Quốc hội Lào mới. Ông Đỗ Thiều Quang, Giám đốc Quản lý Dự án nhà Quốc hội Lào chia sẻ, sau 37 tháng triển khai thi công từ những cọc khoan nhồi đầu tiên, chúng tôi đã hoàn thành công trình và đã phục vụ hai kỳ họp của bạn thành công. Qua quá trình triển khai dự án, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ rất lớn từ phía bạn, đặc biệt là trong thời gian COVID. Chính phủ bạn cũng tạo điều kiện cho phép cán bộ, công nhân viên, hàng hóa, trang thiết bị vật tư nhập cảnh được thuận lợi và đảm bảo an toàn. Công trình nhà Quốc hội Lào với nhiệm vụ chính là nơi diễn ra các kỳ họp của Quốc hội Lào và là nơi làm việc của lãnh đạo Quốc hội, chuyên viên và cán bộ văn phòng Quốc hội. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng. Ngoài ra, công trình được bố trí nhiều không gian đa năng, linh hoạt phục vụ tiếp các đoàn khách trong nước và quốc tế, hội họp, đào tạo, tổ chức sự kiện và nghi lễ quan trọng của quốc gia. Đây là minh chứng hiện hữu, thực tế và sinh động, góp phần tiếp tục xây đắp tình hữu nghị đặc biệt, mối quan hệ gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào, xứng đáng là món quà tặng ý nghĩa, đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc. Đài Loan yêu cầu loại bỏ tất cả các sản phẩm CNTTTT của Trung Quốc. Đài Loan yêu cầu các cơ quan chính quyền phải loại bỏ các sản phẩm công nghệ Trung Quốc đại lục. Nội các Đài Loan đã yêu cầu tất cả các cơ quan thuộc chính quyền quản lý ở Đài Loan loại bỏ tất cả các sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông CNTTTT do các công ty Trung Quốc đại lục sản xuất vào cuối năm nay trong bối cảnh lo ngại về an ninh. Chính quyền của bà Thái Anh Văn trước đây đã lên kế hoạch đưa ra một danh sách đen các hàng hóa Trung Quốc bị cấm nhưng không thực hiện được do sự phức tạp của việc xác định và cập nhật thông tin về các sản phẩm liên quan. Sau đó, chính sách đã được điều chỉnh để tiến tới cấm hoàn toàn những mặt hàng như vậy vào năm 2021, báo Liberty Times đưa tin ngày 8 tháng 8 năm 2021. Các sản phẩm camera giám sát của công ty SIKVISION được trưng bày tại một triển lãm ở Thượng Hải năm 2018 theo AP. Các cơ sở được phép tạm hoãn kế hoạch gỡ bỏ nếu họ thấy khó đáp ứng thời hạn, nhưng phải được nhà chức trách hòn đảo chấp thuận trước. Đài Loan đã cấm sử dụng các thiết bị của tập đoàn công nghệ Huawei vì lo ngại về mối liên hệ của họ với quân đội Trung Quốc. Nhà sản xuất thiết bị camera giám sát video thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc cho các mục đích dân sự và quân sự, có trụ sở chính tại Hàng Châu, Chiết Giang, cũng phải đối mặt với khả năng loại bỏ mặc dù nó được các tổ chức công của Đài Loan sử dụng như một loại trang bị phổ biến. Theo báo cáo của tờ Deutsche Welle của Đức, hai công ty này đã được Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ xác định là các công ty công nghệ gây ra rủi ro an ninh quốc gia. Theo Liberty Times, tổng cộng 19.256 sản phẩm CNTTTT Trung Quốc đã được tìm thấy tại 2.596 cơ quan chính phủ và trường học công lập trên khắp lãnh thổ đảo Đài Loan tính đến tháng 5 vừa qua.
Ba thương hiệu hàng đầu gồm SZDJI, Technology Co, TP-Link và Hikvision hiện vẫn là những nhà cung cấp các sản phẩm CNTTTT hàng đầu ở Đài Loan, các sản phẩm thuộc nhiều chủng loại từ máy bay không người lái đến các sản phẩm mạng máy tính. Trung Quốc phê bình văn hóa, fan cuồng. Trang mạng xã hội nổi tiếng nhất Trung Quốc đã quyết định xóa danh sách người nổi tiếng của họ, sau khi chính phủ cho biết trẻ em đang trở thành nạn nhân chính của những kẻ lợi dụng ngành giải trí. Trang chủ Weibo, vào thứ Sáu, 6 tháng 8 năm 2021, Weibo tuyên bố họ sẽ xóa bỏ danh sách các ngôi sao âm nhạc và truyền thông được xếp hạng theo số lượng người theo dõi và bài đăng của họ trên trang mạng. Quyết định được đưa ra sau khi tờ Nhân dân Nhật Báo đăng một bài xã luận chỉ trích các mạng xã hội đang ưu tiên lượng truy cập mỗi ngày hơn lợi ích của giới trẻ. Tờ báo cho rằng các nền tảng trực tuyến cần tăng cường quản lý các chương trình phát triển thần tượng và tìm kiếm tài năng bằng cách kiểm soát chặt chẽ cơ chế bầu chọn, đánh giá và các bình luận. Mặc dù bài báo không nêu tên bất kỳ mạng xã hội cụ thể nào, Weibo cho biết quyết định loại bỏ danh sách xếp hạng quyền lực ngôi sao, một phần là do sự ủng hộ phi lý mà một số fan dành cho những người nổi tiếng. Công ty cho biết danh sách này khuyến khích sự tương tác không lành mạnh giữa các ngôi sao và người hâm mộ. Vào tháng 5, tờ Nhân dân Nhật Báo cũng đăng một bài xã luận lên án hành vi săn đuổi ngôi sao khiến con người dần trở nên mất trí. Trong bài có ghi, đặc biệt, nhiều người hâm mộ nhỏ tuổi không chỉ chưa có khả năng kiếm tiền, mà còn có đầu óc non nớt. Họ thường xuyên rơi vào cái bẫy tiêu xài quá mức và vay mượn để tiếp tục theo đuổi các ngôi sao. Ngoặc kép mở ngoặc vuông chấm 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 đóng ngoặc vuông. Xét một cách khách quan, vì tình yêu, người hâm mộ sẵn sàng bỏ thời gian, tiền bạc, sức lực để ủng hộ thần tượng, đó là lựa chọn cá nhân. Tuy nhiên, theo logic của một số fan cực đoan, tiền bạc tương đương với tình yêu, và việc bạn yêu thích thần tượng bao nhiêu chỉ có thể thể hiện qua số tiền bạn tiêu. Nếu chi tiêu ít hơn, bạn sẽ cảm thấy bị trừng phạt về mặt đạo đức và bị công kích là không đáng được yêu thương. Vì vậy, tất cả những lượt thích và ủng hộ đã trở thành thương hiệu của ngôi sao, tạo nên các danh sách không hồi kết. Tháng trước, cơ quan giám sát Internet của Trung Quốc cho biết họ đã phạt tiền Weibo, cũng như các nền tảng trực tuyến do công ty thương mại điện tử Alibaba và công ty trò chơi Tencent điều hành, vì quảng cáo nội dung không lành mạnh liên quan đến trẻ em. Theo Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc cho biết bố, Weibo, trang mua sắm Taobao, ứng dụng nhắn tin Kuaishou, và dịch vụ thương mại điện tử Xiaohongshu đã phát tán những nhãn dán và video ngắn liên quan đến trẻ em trong tư thế nhạy cảm. Các công ty đã được lệnh phải khắc phục vấn đề và cấm các tài khoản sử dụng nội dung liên quan đến trẻ em để thu hút lượt click. Tờ Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng đã xuất bản một số bài xã luận kêu gọi hạn chế các ngành công nghiệp như trò chơi điện tử. Điều họ lên án là thuốc phiện tinh thần đối với thanh thiếu niên. Sự chỉ trích được hỗ trợ bởi các dữ liệu rằng trẻ em đang ngày càng nghiện trò chơi điện tử. Một học sinh nói rằng em hay chơi game tới 8 tiếng mỗi ngày đã dẫn đến việc các nhà đầu tư bán phá giá cổ phiếu trong lĩnh vực trò chơi. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, công ty Tencent cho biết họ đang giới thiệu các biện pháp để quản lý thời gian trẻ em có thể chơi trực tuyến, sau khi các nhà chức trách yêu cầu các công ty thực hiện trách nhiệm xã hội của họ trong việc bảo vệ trẻ vị thành niên. Đồng thời, Tencent cũng đã cấm trẻ em dưới 12 tuổi có thể mua hàng trong các trò chơi của họ. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, xây dựng Hậu Giang thành vùng an toàn trước dịch COVID-19. Kiểm tra và làm việc với tỉnh Hậu Giang chiều 8 tháng 8 năm 2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam lưu ý, Hậu Giang phải tận dụng những ngày giãn cách xã hội còn lại để xây dựng tỉnh thành vùng an toàn trước dịch COVID-19, đưa tất cả F0 ra khỏi cộng đồng để điều trị, không để phát sinh ổ dịch mới trong cộng đồng. Báo cáo với Phó Thủ tướng, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang cho hay, đến chiều 8 tháng 8, toàn tỉnh có 319 ca mắc COVID-19. Tuy có xuất hiện các trường hợp nhiễm trong cộng đồng nhưng Hậu Giang kiểm soát tốt tình hình. Tỉnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai các phương án phòng, chống dịch, phát động phong trào thi đua thiết lập, vùng xanh, vùng an toàn, và đã có một huyện thiết lập, vùng xanh, trên toàn địa bàn. Theo kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19, hiện Hậu Giang đang ở cấp độ 2 có số người nhiễm COVID-19 từ 200 đến 400 người, đã chuẩn bị 550 giường bệnh, trong đó có 490 giường điều trị bệnh nhân không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, trung bình và 60 giường ICU. Về cơ sở cách ly tập trung, tỉnh đã đưa vào sử dụng 40 cơ sở với năng lực tiếp nhận hơn 5.200 người, hiện số lượng cách ly tập trung toàn tỉnh hơn 1.600 trường hợp. Còn tổng số cơ sở cách ly đã khảo sát là 78 cơ sở, năng lực tiếp nhận hơn 10.100 người.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao sự